mà chỗ ông ấy thì lại nó không được sai để thế, một ông tâm linh, một ông thì tính toán, hai ông thì cây này lúc nó đỏ mới biết là cái rễ nó nông lắm. Yeah. Nó có tí thôi, nó có độ khoảng xuống mặt đất độ 1 mét hơn mét, bật cả cái bộ rễ này mới biết. Nó chắc ở dưới nó là những cái phần bê tông ấy anh, không ăn được, nó chỉ ở trên thôi. Không biết, nhưng mà cái cây sà cừ này nó có những cây cả 100 năm, nhưng mà nó rất là nông. Mình trồng mấy cây cái rễ nó sẽ may bây giờ nó có cái xe để đi, nó cắt đi, nó xuống này nó cắt đi, nó không đỡ chứ không có ngày xưa. Bạn cái la liệt, cái cảnh cắt ngày xưa nó kém trèo theo nguy hiểm, giờ nó có cái xe nó cứ theo đi nó cắt, nó rất là tiện. Nhưng mà cái cây này nó rất sâu, không đẹp, cỏ nhưng mà rất sâu. Nó không tỉa theo cây, nó không tỉa tót thì cứ ngả ngả ban đầu ấy, ngay ban đầu nó không có tỉa, nó không chăm nghiêng ở trong, nó uốn eo, nó đục. Sài Gòn đẹp đúng không, mấy cái đường Sài Gòn đẹp, đỡ hơn nhiều. Sài Gòn thì đỡ hơn. Cây này của nó phải độ 40-50 năm chứ, có những cây cả 100 năm. Đúng rồi, cây là cây sà cừ hết, sà cừ trên kia nó ghi là 2 cái ô tô nhá, với cái xe đạp nhá. Thì cái chỗ này, cái riêng cái đoạn này là phải đi đúng, đi đúng vào ô tô, đi vào ô tô. Đấy, bên kia là nó phạt. Đấy, nó vạch cái vạch cả đài đấy, bẫy ở chỗ này. Đấy, nhiều người không để ý là sẽ đi lấn sang, ví dụ xe kia, xe trắng kia. Đấy, mình phải đi sang đây.
xong ở đoạn trên này nó lại còn có một cái vạch liền. Có một đoạn vạch liền đây. Thế xong rồi. Đến đây một cái thì là hết. Đến đây hết là phải rẽ vào đây. Để mà đi vào đường mình đi xuống hầm thế là rất nhiều người bị các tỉnh sẽ bị sang làn nọ sang làn kia thế là chỗ này sẽ có đến đây thì có mấy ông công an đứng thuận tiện bây giờ thôi rồi một thời kỳ người ta nói quá đây sao ông công an đứng đây vì vì ai có xu hướng đi vào đây thì sẽ phải rẽ trước rẽ trước cho nó dần dần đến là rẽ trước là sẽ xuống cái hầm kim liên này thì nó rẽ sang đây.